Xin chào quý cô bác anh chị. Hôm nay Trâm Liên xin giới thiệu quý cô bác anh chị các tiện ích đại học kế bên Lovera Vita Khang Điền Bình Chánh và Lovera Bắc Lovera Premier. Cuối video cập nhật lại giá một số sản phẩm quý khách ơi. Đây là Đại học Kinh tế Tài chính đang triển khai xây dựng quý khách ơi. Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến hoàn thành là tháng 9 năm 2022. Một trường học, một lựa chọn mới cho các tân sinh viên sắp được ra đời các khách ạ, sắp khánh thành rồi. Đường cung đường Nguyễn Văn Linh các khách ạ, rất là nhộn nhịp người qua lại, là đường rất là rộng, có 4 con đường riêng biệt, mỗi con đường có từ 2 đến 3 làn đường các khách. Chúng ta tiếp tục di chuyển về hướng quốc lộ 1A để chiêm ngưỡng các trường đại học còn lại ở cung đường Nguyễn Văn Linh. Bên tay phải chúng ta sắp tới một trường cao đẳng kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh khách. Đây mình review cho quý khách xem cao đẳng kiến trúc xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng hoàn thành, chuẩn bị khánh thành tuyển sinh và dạy học năm mới khách ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển đến hai trường đại học nổi tiếng Thành phố Hồ Chí Minh từ xưa đến nay, đó là Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Văn Hiến. Trước mắt quý vị là Đại học Văn Hiến quý khách ạ. Mình phóng lớn cho quý khách xem. Đó, toàn cảnh Đại học Văn Hiến. Đường Nguyễn Văn Linh và chung cư Conic. Rất là tiện ích. Lovera Vita, Lovera Bắc, Lovera Premier thì khoảng tầm đường sau lưng của Đại học Văn Hiến và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Đường Trịnh Quang Nghị đi vào tầm khoảng 2,3 km thì cũng rất là gần. Nếu chúng ta ở thì đi học cũng tầm khoảng 5 phút là ra đến nơi rồi. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Văn Hiến thì gần nhau đó các bạn. Mình đang tiếp tục di chuyển đến ngang với lại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh để cho quý khách xem rõ. Này đó, cổng trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nha quý khách ạ. Mình phóng lớn chút nữa cho quý khách xem. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đó có tên ở hàng rào, buổi tối sẽ bật đèn sáng lung linh nha quý khách. Và ở xã Phong Phú chúng ta này còn thêm một học viện mật mã nữa, và sắp tới sẽ còn một số trường xây dựng lên nữa quý khách ạ. Có rất nhiều lựa chọn an cư cho quý khách, cho mua để dành cho con em chúng ta đi ở và đi học rất là tiện. Hay là dịch vụ câu cá đối diện trường đó quý khách ơi, cũng có khách đang câu cá giải trí đó quý khách ạ. Cái bên mặt tiền Nguyễn Văn Linh có một khách câu đã câu rất được nhiều cá. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video. Sau đây là một số cập nhật giá cả, quý khách xem chữ chạy trên màn hình giúp Trâm Liên, và hãy ủng hộ Trâm Liên một like, một share, một subscribe, bật chuông tất cả để có những thông tin sản phẩm mới khách tiện theo dõi. Và xin hẹn gặp quý khách ở tại văn phòng Trâm Liên 54 đường 16, khu dân cư Phong 4, xã Phong Phú, huyện
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh để chúng tôi có thể dẫn trực tiếp lên khi khách xem những sản phẩm ưng ý chốt cọc này ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.